Rồi, ok, hello anh em. Thì bây giờ cũng khá là trễ rồi, nhưng mà hôm nay là thứ bảy, thì tí nữa là chủ nhật nên nghỉ, cũng mà rảnh rỗi đi chơi game cuối tuần. Thì tuần này tôi cũng chưa có chơi gì nhiều nên cũng tìm tìm mấy con demo hôm nay. Thì hồi nãy tôi đã chơi một con game xây dựng khá là vui rồi, thì tôi cũng vừa tìm được một con game mới luôn. Đây là game này, nó có tên là Dark Envoy, gọi là đặc phái viên bóng tối. Thì như anh em thấy qua cái trailer này đó, qua cái hình ảnh con game này với mấy cái thẻ tab nè, đây là một vài hình ảnh của game đó, cũng nhìn từ trên xuống thì khá là đẹp luôn. Đồ họa thì tôi thấy rất là tốt đó, hiệu ứng cũng tuyệt vời luôn đó. Thì cảm giác ban đầu nhìn vô thì tôi thấy liên tưởng đến một cái dòng game khá nổi tiếng, đó là cái con mà DOS2 Divinity làm xin á. Ồ, bộ trang bị này cũng có chi tiết nè. Tôi thấy con game này rất là đầu tư rồi đó. Thì con game này vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức đâu, thì tôi tìm thấy nó qua cái mấy sự kiện game chiến thực nè. Thì như con game nãy nó vẫn để là năm 2023, thì chưa biết khi nào, cũng chưa biết mà quý nào luôn. Thì đã có bản demo, tôi cũng vừa mới download xong bản demo nãy rồi. Bây giờ lẩm nhẩm tí con game giới thiệu xong thông tin thì vô. Thì con game này bối cảnh của nó là phong cách hơi nước steampunk nè, nhập vai isometric là cái kiểu bối cảnh nhìn từ trên xuống như vậy đó. Nó có mấy cái khối kiến trúc mà nằm trên một cái lập thể, thì thường có một vài con game theo cái khối này. Con này thì chưa có thể hiện rõ lắm nhưng mà nó cũng có một nét đó nè, nó con này cũng có nè, dạng như mấy khối ở trên góc nhìn xuống. Thì con Minecraft thì khỏi nói, cho anh em cũng biết rồi, Tunic thì cũng vậy luôn. Tunic là gần như một cái yếu tố giải đố của nó là leo lên mấy tòa tháp có mấy cái khối khối á đó. Đó thì mấy game xây dựng là thường cái thẻ này nó trong mấy cái game xây dựng là nhiều lắm. Game này game gì ta, cho tôi vừa thấy lạ vừa thấy quen quá. Những Solata này hy vọng một ngày tôi sẽ chơi nó, tới giờ vẫn chưa có hy vọng đó. Tôi sẽ quyết định này trước cái. Game này một con game 2D trông khá là ngộ nghĩnh, cứ tố hành động không. Đồ họa thì không biết sao mà cái YouTube nó render không tới. Bên đây nó tự nhảy video. Chắc một game nhập vai 2D mà co-op với bạn bè là chính thôi. Ồ, thẻ 8 nó rất là nhiều. Cưới rồi co-op với bạn bè. Game từng giảm 80% rồi. Customize a unique character. Game này cũng được, có bạn chơi mới được. Manage your hero. Thì chúng ta coi thử trailer con game này đi. Nãy giờ lan man lạc đề quá. Nè, đặc phái viên bóng tối, tên nghe ngầu lòi quá không? Để giới thiệu. Game nhập vai phiêu lưu chiến thuật chiến đấu thời gian thực và phối hợp trực tuyến, điều khiển một nhóm thợ săn di tích tích tế trong câu chuyện định mệnh. Thế bối cảnh là thế giới. Thế giới này là gì ta? Súng và ma thuật kết hợp với nhau là trong cái bối cảnh hơi nước là chính. Thì con game này chủ yếu là cái phần mô tả nó để nói lên những cái thẻ tab chính của game thôi đó. Những cái tab này rất là hot nè, nhập vai nè, tem vân là hai cái tab rất là hot rồi, co-op campaign này là cũng rất là hot luôn. Tại vì mà rất ít con game có thẻ tab này, hầu hết là bây giờ mấy game là solo hoặc là co-op thôi chứ không có co-op campaign này đầy đủ đâu. Đây là một game mà tôi nghĩ là chiến thực thời gian thực nhưng mà có thời lúc dừng, thì cái thẻ này cũng rất là lạ đó. Mặt ti bay nhập chai nè. Ừ, chút nữa chúng ta chơi biết. Bây giờ coi thử Sowing crops that don't belong in this soil. You bow to might and fall for magic. Blind and deaf to the cries of ages past. Nói đúng là bối cảnh hơi nước luôn. Tearing apart what's left of your kind until you no longer know right có lựa chọn nữa rồi. Real time or tác tích luôn. Rất là được nha.
có cả Gobo, có cả pháp sư, có cả súng ống. Đồ họa thì tôi thấy ở mức tương đối thôi. Nhưng mà hiệu ứng thì làm rất tốt. Đồ họa tạm nhưng mà hiệu ứng thì làm rất là tốt luôn. Mấy cái vật thể nó chưa chi tiết cho lắm nhưng mà bù lại thì cái góc view như thế này rộng. Nhưng mà tôi nghĩ cái cảnh này là nó render rồi, chứ không có trong game được gì đâu. Đây là hiệu ứng rất là chi tiết luôn nè. Vừa băng vừa xét. Ủa vừa băng vừa mà cái này chất phá đó. Cái này cũng render luôn. Nhìn cái bối cảnh ngoài sau này, một là nó chỉnh mà mountain lên, còn hai là cái depth of field khiến cái cảnh nền nó rất là mờ. Thì giờ vô game thứ thôi. Để coi cái nhà phát hành này. Depth này thì có là hai con game. Thì một con của họ là cách đây 5 năm trước rồi, 2018. Game này thì thể loại là indie, chiến thực. Chiến Real Time with Foul đó. Khá nhiều thể loại này nha. Cái gì đây? Cảm giác giống như mình đặt quân rồi cho nó auto battle mà theo cái kiểu mà chiến thực thủ thành đó. Thì đồ họa thì nó cũng tương đối cổ lắm rồi. Dù cách đây 5 năm mà thôi mà cảm giác như mười mấy năm trước nữa. Thiết kế cái hood này thì USUI thì tương đối đẹp. Vừa thiết kế cái số liệu máu thì vừa thiết kế luôn mà cái ống ba bên cạnh giống Diablo đó. Nè, cái ống máu bên phải, ống mana, ống máu bên trái, ống mana bên phải. Hiệu ứng bên trái nè. Thì con này tôi nghĩ là game thủ thành á. Cũng đạt được khoảng rất nhiều đánh giá tốt. Ồ, con này có 22.000 anh em ơi. Nó từng giảm giá 90% từ giá gốc rồi luôn. Là chia 10 lần giá. Thì chắc tôi sẽ whitelist. Con nãy whitelist chưa ta? Để đi quay lại coi. Con game thủ thành kia thì tôi whitelist chờ nào ra mắt mua thôi. Mày whitelist rồi. Rồi, lẩm nhẩm gì đủ rồi, giờ vô game thôi. Coi thử chất lượng cái bản demo này nó làm sao. Thì bản demo này nó lúc nãy tôi thải là gần 20GB á. Sao mọi thứ nó đứng luôn đó. Đây. Ồ, nó đang load mà dạng như cái setting shader kìa. Nickname. Co-op thì khu vực Asia thôi. Độ khó là dễ thôi. Cái này là cực khó chứ không phải dễ. Easy là rất là khó luôn. Thì cái này là tự động xử lý mà cái đối thoại. Chấp nhận game lấy dữ liệu không cần đâu. Cái máy tôi vừa bập thì giảm audio xuống trước đã. Audio nghe chắc chắc đó nhưng mà hơi to tí. Âm môi trường, âm đối thoại, âm các cảnh. Như gì thì vẫn hơi to đó. Như thế này vẫn hơi to đó. 23 đi. Toàn bộ là số nguyên tố hết á. Input. Thì mình cho layout là dạng chiến thực hay là nhập giai. Thế sao mà cái này lão gì ta. Thì chủ yếu là mình setting hai nút thôi. Đồ họa cái nè. Đồ họa thì tôi chỉ được cái chất lượng trung bình nè. Thì sau cái FPS này nè. FPS nó chạy hơi cao thì có phá chế độ phá FPS nè. Giảm xuống. Về cái này thì cũng không ổn. Cái bắt màn hình không tới đó, như vậy thì vừa ổn rồi. Vi sinh thì
Đây, kéo về 60 nó khác vô. Nó vẫn chạy 144 mà mầm nè. Không, khoan một cấp. Rồi ok, về 60 luôn. Nói chung là phần setting này làm rất ổn rồi đó. Này giao diện tầm nhìn. Thì mấy cái này chắc là vô game mới biết. Sau điểm cuối có đánh dấu. Khi kích hoạt thì tất cả các party thì sẽ hiển thị gần cái con chó gì đó. Thì nói chung là chưa chơi nên không biết nữa sao. Này phá quay cái minimap. Chắc tôi phá đi. Thường mấy game mà tôi phá minimap á, để xác định bốn hướng đông tây nam bắc thì nó dễ. Rồi tôi tiếp thì chắc cũng cần luôn. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Trước khi chơi con game nào thì tôi cũng phải setting một chút đó chứ. Vô game. Thì không thấy cảm giác ở đang loading. Thì phần tạo nhân vật. Có nhân vật nam nữ. Đương nhiên là chơi nhân vật nữ chứ rồi. Một thì tôi thấy nó đẹp nhất. Màu da thì cho đậm màu tí đi. Tóc thì luôn luôn màu trắng. Có màu mà cái này kiểu tóc được quá ha. Ở game này tôi không thấy chỉnh tốc độ chuột. Tóc kiểu này khá là cứng cáp đó. Tóc này giống em Lai Lai giống mà Abed. Rồi cái gói mì. Tóc này hơi thô quá. Cái này tóc này rất là đẹp luôn à. Giống Fast Forget 10 sắp ra mắt. Cái phim gì mà chạy xe tốc độ nhanh là tóc bay hết. Chắc chơi tóc này đi. Không quá cá tính cũng không quá mạnh mẽ nhưng mà nó vẫn mức đẹp ổn định. Chơi màu xanh cho nó độc. Mắt lông mày á, nhầm, mắt là ở dưới. Còn gì nữa không? Chỉnh được bốn cái này mắt úp. Mắt úp để chơi màu hồng nhé. Hơi dị quá. Sao môi đen thui vậy? Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Gì được rồi. Ok. Dứt sẹo. Ủa cái này là tha thu đó. Hình xăm chứ không phải là sẹo hả? Sẹo này nó đẹp nè. Nó có cái đường cong bo theo con mắt luôn. Có 8 loại sẹo thôi. Nhưng mà tôi thích cái sẹo ít bên mắt kia hơn. Đây. Con mắt cũng hơi mờ mờ tí đi. Đậm quá, nó thi ghê quá. Cái này là đó. Cái hình mà chết xong nãy đó. Mờ tí. Rồi ok. Chúng ta qua phần lát. Thì có 4 lát chính thôi. Chiến binh. Chiến binh này có khiêu đánh 1. Làm chậm là 6 giây. Có thể sờ tool. Ủa cái hiệu ứng mà chiêu thức thì gây thêm 20 đam. Làm chậm 6 giây, knock down 4 giây. Knock down có phải sờ tool 350 cộng 10 mỗi level 2.4 mét trên giây. Thì cái này là giáp sắt. Cộng 80 mà kháng phép với mà 30 giáp trong vòng 10 giây. Đây tôi nghĩ tôi là học với cái lát này hoặc cái lát này thôi. Ủa mặc đồ nào vậy? Thì cái này là bom độc gây 20 độc trong phạm vi 3 mét. 20 độc sẽ kéo dài cho mỗi 6 giây. Thì chọn một cái hướng để bắn ra cái lựu đạn độc. Nói chung thì giúp vô game biết. Thanh niên này thì đam sát. Có thể gây stun luôn. Tôi nghĩ stun trong mấy con game như thế này rất là mạnh nha. Này đam băng. Chủ yếu là phép thôi. Thì một lã này, hai lã này. Anh em hít súng này là trưởng. Tôi hỏi anh em thôi chứ thực ra là tôi chọn á. Cái này mana siêu. 7 giây kéo dài 7 giây cho đến khi bị phá hủy. Có thể nhận được 58 sát thương, chặn được 58 sát thương.
Khi nó nổ thì bán kính quân địch trong vòng 2 mét sẽ bị knock down 3 giây. Súng đi, trong thời đại mà thời đại nào thì súng nó vẫn hơn hết. Với lại những cái súng lục đó nè. Làm sao? Malakai thì không có lát lựa chọn là sao? Malakai là gì? Ê, sao mà phân biệt đối xử quá vậy? Ủa chọn được rồi kìa. Vậy hồi nãy là bị cái gì? Thử lại này ơi. Đó được rồi đó. Chả biết có thể một cái lỗi bết gì đó. Đây là mình có 5 điểm. Điểm này này sang tăng cái đam vũ khí. Thì coi lại cái lát tôi cái này. Cái này là gây đâm độc. Đâm độc tôi nghĩ là bên hiệu ứng. À đây. Cái dưới kìa. Tia 3 trùng đâm độc cho vũ khí với là sát thương vật lý. Thì cái bên đây là bất khả kháng 8 giây, làm chậm bất khả kháng thì 4 giây, làm chậm 8 giây. Cái này là đâm nguyên tố. Có cách nào mình phân biệt nhanh cái loại sát thương nó là gì không ta? Thì tôi nghĩ là chưa biết nên đâm vô cái nào. Phù vô là đâm nguyên tố nè. Súng thì chắc đam vật lý trước đi. Hết điểm vô đây luôn hả? 10 điểm. Khi đủ 10 điểm nó mới tăng cái hiệu ứng nổi gạch. Sức bền. Máu. Cái này tỷ lệ ghét. Đam mình là 13. Ô mình có thể hy sinh mấy cái điểm khác cộng vô nè. Máu tối đa trừ 20, máu tối đa của mình ở đâu vậy? Cái này phải không? Mát mana. Đam 10. Đam vũ khí, tốc độ tấn công. Hy sinh điểm nữa, hy sinh điểm tốc độ luôn. Dòng hết vô này, đó. Thì bây giờ mấy cái chỉ số này của mình âm hết trơn này. Tốc độ tấn công trừ 3 nữa nè. Đam vũ khí thôi rồi trừ 5%. Mấy chỉ số kia sao nó ảnh hưởng gì đâu. Gít đam mình có tỷ lệ chỉ có 5% thôi. Cơ hội gít có 5% thôi nên tôi nghĩ rất là khó. Nên chắc mình không lấy điểm này đâu. À cái điểm này nó sẽ tăng vô mana regen đó. Trả mấy điểm lại đi. Rồi. Trả điểm lại luôn. Cứ tăng hết vô cái mày đầu tiên. Đơn giản vậy thôi. Thì nãy giờ coi thử thuộc tính. À cái này là trang bị khởi đầu của mình. 28, 14, 7 cái đỏ máu là cái gì ta? Tôi không biết cho lắm. Gọi là 7 chảy máu là bắn vô nó chảy máu hay là sao? Vừa súng lục trước đi. Gan 12. Phá giới ấp thì 15%. Cái này là nguyên tố. Này đam 18, này đam 14, 28, 14. Thì theo cái này là cái này lỏng nhất nè. Cái súng là cùi nhất, cái cung là mạnh nhất. Để bắn xa nhất. Nhưng mà tôi thích súng lục hơn.
ẩn cái mũ đi. Rồi tiếp. Ủa thằng này ra đây, đây. Khoan. Có hai cái kiểu điều khiển á, kiểu nhập vai á, thì khi mà đây là kiểu cổ điển của mấy cái dòng game CRPG nhập vai, thì khi đích chuột trái á, đích một chuột trái thì thêm lần nữa là cái lệnh chuột phải là quay camera, là để tôi tưởng tượng thôi. Thì còn cái control này là cơ bản của cái GTX 13, đích chuột trái thì di chuyển, chuột phải là quý lệnh Internet là con camera. Thì chắc GTX đi. Có gì tôi xài nút Internet, nhớ cái nút đó là được rồi. Một nơi nào đó trong sa mạc. Thì mấy cái loading game này họ không có đầu tư ảnh động luôn. Họ chỉ để cái ảnh tĩnh như thế này thôi. Còn cái tiếng nhạc thì nãy giờ nghe hơi ổn tí. Đó, nó quay nè. Vì nãy giờ đứng gì đó. Cái mà phần loading game có cái hoạt động ảnh động này với dòng chữ đó, tôi nhớ là của một thanh niên là Việt Nam làm, thì tôi cũng sử dụng mà cái phần booting đó cho con game của mình. Thì cái booting đó được rất là nhiều người dùng luôn. An ancient world full of life, from the humble to the deadly, to the innocent and the malevolent. But while the game of survival has always been played, since the dawn of time, there has always been balance, harmony, even in life and death. That was until a new race arrived. Some called them refugees, others called them friends. Still others called them foolish, but most simply called them human. Some claim they were once an advanced, enlightened species. Others swear barbarism and violence is all humanity has ever known. Wherever they came from, whatever past may be debated, today they are responsible for the single largest unified empire Jan has ever known. And the greatest war the realm has ever seen. The war rages between the technologically based human empire and the magically aligned United League of all races. The racial and ideological divide between these two worlds is too wide to bridge. There is little hope for any reconciliation. This is the total war. Total war. There can be only one victor here. The other side will be ground to dust. Only few places throughout the entire continent are yet untouched by the conflict. One such place, built on the remains of long forgotten ruins, known as the City of Bones. Home to a ragtag team of ancient relic hunters, Malachi, the hot-headed adventurer, and his reasonable, compassionate sister Kayla. Two innocent wasteland kids who will learn that when the entire world burns, everyone has a role to play. Thực ra nãy giờ tôi chả hiểu gì hết. Giờ khúc đầu tôi không đọc, đọc ngang khúc giữa thì cũng không hiểu gì luôn. Whispering Sands. Not exactly my favorite place in the world. Không phải nơi thích trên thế giới. Trời, nhân vật mình tạo xấu gì vậy? Thank you for reminding me of that cherished memory, dear sister. Anyway, mình là chị gái hay là em gái đó? Why don't we split up to cover the grounds faster? All right. Activity was reported by the northern entrance, so let's meet up near the ruins, just in case. I'm sure it's just the usual scavengers, but okay, fine. We'll check the side entrances separately and then meet up. Oh, and while you're at it, try not to sit on any scorpion eggs this time. It's really not good for your health. Cái mà âm thanh nó không khớp với cử động môi, hành động thì tương đối ổn. Of course I do, Mal. And besides, I'd rather not have to explain it to Mom again. Yeah, last time was pretty rough. I didn't think I'd ever see her lose her temper. Do you blame her? You were green, puking all over, and half dead when I dragged you back home. Come on, let's get on with it if we want to be back before nightfall. Rồi, đi đi. Bây giờ tôi thử chỉnh cái đầu bà ơi. Bây giờ di chuyển bằng camera. Cái phong cách này nó giống với mà con Đương Minh.
Nhưng mình thôi á. Bây giờ vô setting mình có thể nâng đồ họa hoặc giảm đồ họa xuống. Cái shadow này deep of field thì không đâu, mình không chỉnh được ta. Thực tập chất lượng chim mình chỉ hai thôi. Cinematic vì này là dạng không cách cổ. Này là môi trường bóng, bóng thì tôi không cần nhiều đâu. Bóng nó rất là nặng, nhưng mà cái cảm giác mình mang lại nó không có nhiều. Nếu biết ra đi cho nó nhẹ, hơi gần cưa anh tí. Cái này môi trường không cần đâu, render chất lượng cao được rồi. Thì cần gì xếp game ta. Rồi bây giờ đi di chuyển. Thì đó, cái chiêu đúc của mình. Cái chiêu quy. Rồi sao cho nhân vật nó di chuyển đó. Nấn nút Alt Left cũng không có quay được camera. Let's get going. Nhấp chuột phải di chuyển ạ. Rồi ok. Alt Left thôi. Mà không quay. Ê ê ê. Sure, why not? Còn bộ cạp tầm nhìn rộng đó ta. Cuộn chuột thì quay lên. Gotcha. Cái này một bức tượng. Thì mình đang lên có dấu hiệu lên cấp nè. Tăng điểm nữa đó. Thì cái nhân vật nữ của tôi đâu ta? Tạo hơi xấu một tí. Hai tay trái phải rồi ok. Thì bèm thưởng quá à. C là cái gì? Không thấy phản ứng gì luôn á. Nó mất cái này luôn rồi. Bây giờ tôi lại không di chuyển được, tất cả đứng yên hết. Tấn công một chục phải. Nếu bây giờ ổn định thì dắt tắt cái phần đó đi. Cái gì sao nó dăng ra đây luôn rồi. Trời, lại chờ load game lại từ đầu nữa hả? Tự nhiên dăng ra main menu. Hình như là do cái phím tắt F10 á. Kiểu này cái bản này chắc dev đang test thôi nên mới gài phím tắt là một cái phím đơn chứ không phải là tổ hợp phím. Thường muốn test nhanh mấy chức năng người ta mới đặt đó. Cái RT mà game load gì là rất lâu rồi đó nha. Giờ mình đã bị phát hiện rồi. Rồi sao tấn công đi ta. Thì khách di chuyển được rồi. Tôi chả biết điều khiển sao luôn. Tái tích thì nó GTS cái gì á. Cái điểm này cũng không tăng được nữa. Rồi bây giờ làm gì đứng yên vậy hả? Tại sao ta đứng yên luôn rồi. Bấm vô nhân vật. Bấm vô nó hết hiện luôn rồi. Hồi nãy thì bấm vô nó còn ra cái bảng để chọn level kỹ năng. Rồi đi được rồi nè. Nó bị kẹt cái gì á.
đó mực mà gì không, thì na ná như đánh liên minh thôi, mình đi vô độc mình cũng bị không đó không. Cái điểm này là điểm chết phone. Thì lúc này cái âm thanh nó lại quá nhỏ đi. Tự nhiên bật bản đồ lên gì. À, mình đang đâu? Tự nhiên vô cái này nữa. À, bị quái đây đây. Chiêu đúc của mình chủ yếu để né thôi. Né rồi để lại với dấu bom sau lưng. Bạn nãy nhìn lộn để gì mới đúng là đó. Nó đúng hiểu góc camera. Làm chậm á, đi qua cái hố cát thì sẽ làm chậm. Cái gương tắt on. Hết điểm vô này thì cái kho đồ bên đây thì mình mới được cái gì ta, được cái cộng này, nó sẽ tăng mana tối đa với thời gian hồi mana, xuyên kháng phép và đâm vũ khí. Còn cái này là vũ khí mới của mình, do mình dùng hai tay nên cái chỉ số ở dưới 5.6 rồi ít hai nữa là khoảng là 12 11.2 11.2, mà giảm đi 20%. Nếu tính thì tính cái lực tay 14.5 thôi, 14 x 2 là 28. Này là 28 luôn nè. 17m. Ồ, cây cung này có bán kính phát nổ nữa ta. Tiền, cái này là mấy nguyên liệu thôi. Rồi, đi tiếp. Let's get going. Cái mà Kamiga này tôi chạm vào góc nó di chuyển hơi nhanh nha. Chắc xài mấy phím mũi tên đó. Mình có thể nắp vô đây. Gone with the wind. Nó đánh sao gì? Let's get going. Mình bị dính độc rồi nè. Hiệu ứng độc nè. Chuyên viên chơi độc mà bị dính độc. Gotcha. Cái gì mà mất máu dữ vậy ta? Mình cách nào hết không? Let's get going. Mình không có hồi máu đó. Này là cái gì? Một cái xác chết bị bắn từ phía sau khi chạy trốn khỏi ai đó. Đây là cái trụ hồi máu rồi. Thanh niên bị đâm sau lưng nó tội nghiệp không? Không, cái này là cái gì á? Tự chỉ qua cái chế độ mà này nhìn khó chịu vậy thiệt. Gotcha. Knock him out. They don't stand a chance. Để đọc giết nó đi. Let's get going. Thì mình đã lấy được cái chủ tê la. Gotcha. Thì có đốt được cái gì trong sáng không ta? Cái bông này là gì? Come up, Vince. Đây. Thì cái này là cái phát nổ ngoài môi trường thôi.
cái dạng như mà cái vật liệu ngoài, ủa mà cái môi trường ở ngoài chứ. Này điểm nóng mấy cái tượng vật lý thì phá cái mấy cái tượng này nó nằm trong cái bản codex gì đó. Cái này là tượng nguyên tố thì thôi tiếp đi waveform. Còn cái này ống máu thì khỏi nói đi, ống máu đi nói nữa. Được một quy cung mới. Được một cái cốt truyện. Ê, quy cung mới này thì nó giống hệt quy cung cũ luôn, chả khác quá gì cả. Nãy tôi có bêm con bộ cạp gì bên đây, qua đây thử coi. Gotcha. Thì tôi nghĩ nó vẫn còn hơi giật đồ quả đó. Ủa cái gương này lấy rồi. Let's get going. Mình không có tí hồi máu được á. Xuống đây cắn chủ máu này đi. Chạy nhanh gì được không bạn? Why not? Cái này là cái đền thờ. Thì hết đường đi rồi, chỉ có vô đây thôi. Sealed shut. My job here is done. Kayla's probably waiting for me already. À, có đường đi nè. Gotcha. Giờ đi qua đây luôn. Gặp cái gì đó. Sure. Cái gì? Cái gì? Cái tech mod này nó tự bật khó chịu. Hai con luôn hả? Cover me. All right, we'll do it the hard way. Xong. Đơn giản. Rồi nói chuyện với anh niên này. Wakey, wakey, đó là chị mình mà. Mel, I swear that if you... All right, fine. Save my jokes for later. Đùa thôi. You all right? Mày ổn chứ? Chị ổn chứ? Thanks. These things are really good at hiding. Told you. Should I lend you my immense strength and carry you home? Bây giờ mình chắc là vô có thể điều khiển cùng lúc hai nhân vật á. Of course. How'd you put it? It's not every day someone ends up unconscious in a scorpion nest. Có cái hàng bộ cạp á. My perfect older sister can make a mistake every once in a while. Shocking. Go on. Older sister là chị gái rồi. When you're done, do you mind telling me if you found anything? Just a lone angry scavenger. Nothing to talk about. Hey. Let's check that last entrance and we're good rồi, to go. Đi thôi chị ơi. The sooner we return, the sooner I can get back to those ancient texts Dad got me. I'm listening. Có phím tắt rồi nhanh ta. À có số 1, số 2 là đúng như tôi nghĩ luôn. Thì dưới đây có cái đường. What's that? Có cái gì loot đây không? Loot tí rồi không? What's on your mind? Yes. Knowledge is the key to victory. Vậy chị ơi gì? Rồi tôi chọn hai chị em chung một bộ khiêu rồi. That's me. Yes. Watch my back. We in trouble yet? Got him. Time to get our hands dirty. Ơi. Cứu chị em ơi. Kiểu này là chắc phải thường xuyên bật cái chế độ mà tactic mode đó. Wow. Sure. Bây giờ chứ đi, coi chị lụm được cái gì ngon ngẻo vậy. Kho đồ hình như là tính chung cả hai luôn không? Đúng rồi. Đồ xịn nó cầm đi, chỉ chuyển qua hệ chơi dao đi. Thì được cái giáp xịn luôn. Cái dao này đam yếu hơn cái nỏ nhưng mà mấy cái chỉ số cộng thêm nó rất nhiều. Cái lực tay cái dao có 14 à. Nhưng mà đánh nhanh hơn tí.
Có cái gì đó vậy? Đi bên phải cái thôi. Sounds interesting. Let's get going. Nãy tôi không biết lựa chọn hai lát nó chung nhau. There they are. Đợi con kia lại gần bắn luôn. Nè 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 nè. Ấy. Rồi dính đạn rồi. Rồi hạ nó thôi. Đó, tác dụng của dao găm đó. I'm with you. Này cái gì? À, đi đào mỏ. Thì bên đây có cái cổng, ở trên có gương, quay lại lấy gương. Yeah, that's me. Sure. What's happening? Seriously? More? Be careful, enemies up ahead. You shouldn't have messed with me. Anh bạn ơi. So, are we in trouble? Aren't those empire tents? What are they doing here? Well, they're not camping, that's for sure. Thank you. Được cái siêu. Valuable input. Thì chị gái đang cầm cái dao găm nên là có thể đeo được cái siêu. Đúng rồi. Còn cái kia là vũ khí hai tay đúng không? Cái áo này rất giống nhau thôi. Rồi, không có gì hết. Skill bên đây thì chưa lên cấp. Rồi đi tiếp thôi. I'm listening. Có cái hành động follow nào không ta? Are we in trouble yet? What's on your mind? Ủa? Khoan khoan, mất cái siêu, mất cái dao găm rồi. Cái này là cái trọng lượng. Gotcha. Yes. I'm with you. Oh yeah. Huh? Yep, that's me. Here I come. Here they are. Rất là đơn giản luôn. Nothing's fun without risk. Chết đã chưa? Moving fast. Cái gì? Phải đó. Right away. Chết rồi, bắn vô con chị rồi. Tự nhiên nhấp chuột nghe nó bắn vô này. Bó tay. Cái gì nữa đây? Còn con nữa rồi. Con bự luôn. Cover me. Bụp. Về chị ơi. Here I come. What's happening? So, are we in trouble yet? On my way. Patience. What's that? Gần lại, gần lại. Kế mà. Gone with the wind. Xong. Sure, why not? I'm listening. Just a little walk. Sounds interesting.
Điểm này điểm tên leo vọt thôi. Có chịu hồi máu luôn. That's me. What's happening? Yes. Còn cái lớp giáp rất là dày. Này điều khiển hai nhân vật cùng lúc hơi bị khó, nên con game này nó hợp co-op hơn. We in trouble yet? Đi 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 đi. I'm listening. Got him. Yes. Nothing's fun without risk. Yeah. Nó có cái chứng gì nữa ta? Come up here. Yeah, that's me. I'm with you. Wow, súng xanh luôn, súng vàng luôn. Súng vàng 11.5. Chị đeo súng xanh đi, em đeo súng vàng. Cái dao này nó có hơn không ta? Cái dao này thua khá nhiều thứ nhưng mà nó cộng cái git đó. Cơ hội git lên rất là cao. Tôi nghĩ vẫn xài cái dao đi. Cái dao mình thấy lắp được cái khiên vô. Mặc dù không mạnh cho lắm. Em thì xài hai súng được. Rồi ok, rất là mạnh luôn nha. Hai súng sẽ giảm 20% đam. Cây trên, cây súng vàng trên có 9 độc nữa. Sure. Ủa còn gì ở đây? Here they are. Bắn thưởng phát rồi. Shouldn't have messed with me. Ổn. Oh. Đồ này bắt đầu đồ xịn không? Đúng là bản demo thiệt. Nó cho mình mấy đồ xịn. Tiếp tục. Chị có cây nỏ tím nè. Chị xài không? Cái khiên tím luôn. Nếu như xài cái nỏ tím này thì hình như là... Ủa cái nỏ đâu rồi? Ừ cái nỏ này. Cái nỏ này vẫn là... Ủa nó ghi qua One Hand mà ta. One Hand God Bound mà. À được kìa. Rồi ok. Không được. Chỉ được cầm súng lục là hai cái cùng lúc thôi. Rồi chị em gì cũng bá đạo hết rồi. What's happening? Patience, what's that? Rồi mở cửa. Then I pulled a gun at him and shot him right in the gut. That cheating. Nghe thanh niên người bắt đầu chém gió à? Người gun. Hey, who goes there? More scavengers. Boss, we've got company. So I see. That's close enough, you two. We're not allowed to let any more archaeologists down there. I think you mean archaeologists. That's what I said. And who's telling you not to let anyone pass? The people who are paying us. Isn't it? We've seen their outposts on our way here. So, what are you gonna do if we try to go down there? Come down, Jeremy.
Thanh niên kia đeo cái ống gì vô nói chuyện không được luôn. Bây giờ mình có thể lựa chọn cốt truyện rồi đó. Một là mình bêm nó, còn hai là mình thỏa thuận với nó. Thì đây là đáng bản demo nên tôi sẽ chọn là bêm nó luôn. Còn nếu như bình thường thì tôi sẽ lựa chọn là thỏa thuận thôi. Bây giờ mà ra đường láo nháo là dễ bị bêm đó. Đừng có bước cuộc sống của mày. Thông minh lên đi. Tiền là tiền, danh dự là danh dự. Cắm nó đi. Thích thì chơi. July afternoon. Bây giờ vô tách tích mod nè. Giờ vô đây là chỉ cần hết. Qua hậu luôn. Ủa sao khi QC của mình xài hồi nào mà không có vậy? Giờ mình quá mạnh rồi. Kiểu mà nó bắn không thấm đầm luôn. Thì bây giờ nhiệm vụ nó update rồi. Có cái gì đốt đây không? Có cái gương đây. Wow. Được cái phía là dạng như mà cây thương mà của Lữ Bố không phải, cây thương của Triệu Văn á. Triệu Lữ Long. Vô cái làng tích cổ. Chuột của tôi mà sao con chuột nó lòi ra ngoài vậy ta? Con game nó phá chuột trong màn hình nhưng mà nó bị lòi ra ngoài. Rồi lên cấp này. Cấp thì mình sẽ được gì? 3 điểm à. Tôi nghĩ bà chị này có cái khiên rồi nên tăng vô cái điểm này đi. Gán điểm nữa. Mình không có giảm mấy cái điểm kia như ở ngoài được. Còn thằng em. Thằng em thì cho tí tốc độ không? Em có khiêu hút máu nè, được. Một. Giờ cái kỹ năng mình lên cấp. Thì bây giờ level 4 mới được, mình chỉ có thể tăng một trong hai cái này thôi. Thì cái bom độc của mình có thể tăng thêm 5 đam. Hoặc là 10 đam ở dưới kia. Cái này là một khiêu mới không ta? Nhận 20% tốc độ tấn công trong 15 giây. Nếu sử dụng nó khi đạt tiêu thì sẽ reset cái hiệu ứng lại một lần nữa. Giờ nhận thêm 10% tốc độ mà chí mạng. Mày biết gì? Chơi 10 năm mới mở được. Không đâu, chiêu thức bây giờ nó nhiều quá nên chắc tôi nhận luôn hai cái điểm độc này. Không không không, thằng này nó tăng hút máu rồi nên lấy điểm này đi. Còn bà chị thì nâng hai điểm này. Tại bà chị thường tăng nên cái siêu độc này vẫn xài nhiều hơn là cái tăng tốc độ đánh với mà cái đánh chí mạng này. Rồi bây giờ cái kho đồ, hồi nãy mình lụm được cái áo. Thằng em chưa có cái áo nên ưu tiên cho nó. Cái áo này xuyên giáp xuyên kháng. Còn cái cây súng này xanh lá 8.8. Bà chị ơi, bà chị có cây cung tím rồi. Nhưng mà cây phía này thì nó mạnh hơn mọi mặt luôn á. Với cái đam mà clear nè. Nhưng mà vũ khí lại là hai tay nên phải hy sinh nhiều lắm. Với lại nó màu xanh lá nên tôi chẳng muốn thử đâu. Cứ tiếp tục đi đi. Mỗi khiêu mình còn tăng được cái nữa nè. Chị mát phương chị. Mỗi lần mình sử dụng một khiêu thì tăng 20% tốc độ di chuyển. Ok. Bây giờ thanh niên này có tới 3 khiêu rồi. À đây 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 đây, C. C là không tốn gì hết, chỉ tốn 30 giây hồi chiêu. Không lẽ 30 giây mình bắn được cái. Cái khiêu này là cái khiêu bị động phải không? Khiêu bị động thì bỏ vô đây làm gì?
quy nè. 1, 2, 3, 4, 5. Cái chiêu Phantom Gold này tôi sẽ đặt theo ý mình. 3. Phantom Gold là 1 là luôn luôn là cái chiêu di chuyển, 4 là cái chiêu boost. 1 di chuyển, 2 boost, 3 là chiêu định hướng. 1 di chuyển, 2 boost, 3 định hướng. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Thì bây giờ cái bản đồ như vậy thì tôi phải quay cái hướng như này. Rồi, đi thôi. Cái camera này đụng vô cái cạnh là nó trượt rất nhanh luôn, không có mượt nha. Thì một cái áo cũng quá là cùi thôi. Let's get going. Bây giờ mở cái cửa này á. Cả hai người lên gần mới mở. Sure. Can't say I recognize this place, sis. But the barrier still works, so maybe there's no cause for alarm. Not so fast. They were supposed to be people down here, remember? Have a look through the barrier. Đừng có nóng vội lên tí. See if it's quiet inside while I check the barrier console and make sure everything is in order. Chỉ là phải mở hai cái chốt cùng lúc thôi. All secure, but it seems to have been tampered with. Game này tôi nghĩ là vẫn dành cho co-op. There's someone through here. We need to get in there and make sure they don't activate the guardian construct. Construct? This is that ruin? Why did you say so? Open the barrier already. I'm going as fast as I can, Mel. Tôi mở cái cửa cũng cãi nhau đó, hai chị em nhà này đi. Listen, you need to get out of here. Need reinforcements. Wait, what? No. We're dying. Trời, bèm nhau luôn. Cái này có phải là do lựa chọn nãy không? Phải xài hết heal rồi. What's on your mind? Oh yeah. Gotcha. Huh? Sao bấm vô cái đó không được ta? Sure. Hmm? Không lẽ phải đi qua trái? Sure. Nó không cho mình đi lên. Có cái trụ gì kìa. Không. Be careful. Enemies up ahead. Cái trụ mà vẫn dính độc đó. I'm with you. Nothing's fun without risk. Nó bắn đầu chứ. Lút đồn á. Cover me. They don't stand a chance. Bắn phát hồi rút. What's happening? Bà chị thì đánh gần không đó. Không, bà chị tầm đánh xa nè. More trouble on our way. Không, gần hơn. Là chỉ có lớp giáp vậy lắm. You asked for this. I've got this one. Rồi, ok. Thằng em thì phụ được gia viên thôi. Gotcha. Đẹp được đống đồ. Ở dưới này có cái gì nè.
get going. Cái này đường vô hồi nãy của mình. That's a League soldier. Thì nó nằm đâu à, ở đây. They shouldn't be here. That's what I'm saying. Who's that? Cái này chú máu thôi. Maybe the Emperor himself will materialize from thin air. Mấy này là hùng nổn. Cái này là gì? Knock him out. Yep, that's me. Yes. Đừng bắn nữa chị ơi, vô dụng lắm. Sure. Nothing's fun without risk. Bây giờ mình đi xuống dưới này thôi. Sure. Why not? Ở phía trên có địch, ở dưới này chắc cũng có. Sounds interesting. Từ từ. Có mỗi cái một cái trụ thôi, với một cuộn dây cổ nè. Here I come. Watch my back. Hey, 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 hey. Oh, yeah. I'm listening. Right away. Yeah. On my way. Ủa cái trụ này nó không bắn là. Mình bắn nó mà nó không phản ứng luôn. I'm with you. Take that. Ôi né. Just no choice. Rút. Gì ở đây, nó đây. What's that? What's on your mind? Gone with the wind. Tactic mod. That's me. Cái bắn đầu cái gì? You asked for this. Sorry about that. Này là gì? Sure. Thì mình cứ bắn cho nó hoài vậy. Thì giờ đi tút đồ đó. Just a little walk. Có đồ gì xịn sò không? Cái tờ giấy ghi chú nghiên cứu thôi. Bây giờ qua trái đi. Gotcha. Thì lại là một cái trụ hồi máu. Let's get going. I'm with you. Nothing's fun without risk. Mày cái gì? Bước đồ đó. 6 tiền. Để trụ đào. Thì giống ở ngoài, thay vì nó để cái khối kiến trúc thì vô đây nó để vậy. Are we in trouble yet? Cái gần tai thôi. I'm listening. Vì bên này hết đồ. What's on your mind? Không, nó có chỉ cái gì vô đây nè. Ở trụ tay leo phòng. Để đi xuống góc phải dưới đây. Yeah, that's me. Yes. Patience, what's that? Good. What's on your mind? What's happening? Gotcha. Seriously. More? Watch my back.
So, are we in trouble yet? Come up it! Come on, Wick. I'm listening. Nothing's fun without risk. Time to get our hands dirty. Tăng chị ơi, tăng chị ơi. Got him. Patience. What's that? On my way. I've got this one. Phúc nó. Ơi 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 ơi. Yes. Rút lui chiến thuật. Chết rồi, dính độc rồi. Knowledge is the key to victory. Chỉ cần hết rồi. Take that. Are we in trouble yet? Em đi hồi máu đi. Huh? Để chị lo. I've got this one. Hút nó. Sure. Thì chủ yếu đồ thôi. Here they are. Cái chủ có bắn có tới mình đâu. Yep, that's me. Em đâu rồi? I'm with you. Cái chủ bể luôn hả? Ơi, nó miễn nhiễm với chất độc thôi. Thì nó chỉ tính được cái chiêu đầu tiên của mình. Chơi luôn chị. I've got this one. Take that. Giáp chị dài lắm. Em cứ yên tâm. Sounds interesting. Are we in trouble yet? Mấy cái tài nguyên này cứ tự lút chưa rồi đi. Phía dưới đây có một cái trụ hồi máu kìa. Với lại một cái manh mối gì đây. Sure. Này là cái gì? Trụ tê leo phòng. Sure. Nãy giờ chưa mất máu nhiều. Tại đang chơi ở mức dễ thôi. Thì đi một vòng nó quay lại cái chỗ cũ rồi. Gotcha. Bây giờ chúng ta qua phải được không? What's on your mind? Còn cái bên phải là nó lối vào đấy. Patience, what's that? Thì phá cái lỗi này mới mở được cửa này đúng không? Yes. Đi kiếm cái đó phá rồi. Tìm trái. What's happening? À, cửa này nó sẽ mở có thời gian. Lên trên trước đã. Để chị tăng cho. You asked for this. I've got this one. Nothing's fun without risk. I'm listening. Trong này nó cũng có một cái chuột. Yeah, that's me. Hmm. There they are. Rút. Ê, cái trụ phun lửa này nó bên mình hay bên địch vậy? Yes. Né. Chết rồi, bấm đoạn rồi. Cover me. What's happening? What's that? Rồi rồi. What's on your mind? Rồi em bắn đi chứ, sao người em đứng yên không vậy? Shouldn't have messed with me. Yes. Are we in trouble yet? I'm with you. Patience, what's that? Lên luôn, chị tăng cho. Có một cái gương màu xanh à, hy vọng cái đồ xịn. Rút đòn á. Let's get going. Đó, được cái thương gì rồi. Khỏe gì đó hả? I'm listening. Chị cũng làm gì luôn đi. Hmm.
vậy là hồi máu xong nó chóng. Không thể lạm dụng được mà tôi nghĩ nó có thời gian nó hồi mà. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ coi mình mới lụm được cái gì. Một cái màu vàng luôn. Cái này cái gậy vàng, một tay, cây trượng, đâm phép. Nhưng mà cái chiêu kia của mình nó lại đâm vật lý. Cái này hợp cho đâm phép thôi. Đeo găng tay vô đó. Thì bây giờ cái trọng lượng của mình nó tăng dần. Phải nón luôn. Áo thì toàn áo cùi cả. Nhưng mà cái này thì tôi nghĩ nó ngon nè. Cái trượng ngon nè. Nhưng mà cái bộ chiêu thức của mình đây. Cái chiêu quy này nó lại là 50 đam vật lý. Thì tôi không biết nó sờ kè theo không. Nó kè theo cái đam vật lý này hiểu không? Nên đem đỡ thử cái trượng này. Cái trường này tầm đánh nhiêu ta? 7.5 à? Cứ từ gần. Yes. Gotcha. More trouble on our way. Để chị lên, em đứng sau đi. Right away. You shouldn't have messed đó, đúng rồi đó. On my way. Nothing's fun without risk. Bắn đi em. I'm with you. That's me. Trời ơi, thằng em nó chạy tới nơi luôn, nó không bắn rồi không? Oh yeah. Bắn thôi. Đúng rồi đó. Sure. Này là gì? Rồi cái bệ tê leo vọt để mở cửa. Đi vô đó là tay leo qua bệnh. Thì bên đây có mỏ đào qua đào cái đó. Được tí đồ. Không biết khi nào mình được xài đồ ghê. Thì vẫn vui máu hết. Bên này rồi cái bệ thờ. They don't stand a chance. Rút. Here I come. Cover me. What's on your mind? Rồi, chị vô tăng đi. Full enemies up ahead. I'm listening. Bể luôn trước khi bà chị kịp lao vô luôn. Ở đây có bốn cái này gọi là cái gì đó. Đốt lên hả? What? Moving fast. I'm with you. Come up it. Đi. Ấy, nó đánh em rồi. What's that? Hút đó. Mày lại đánh em tao. Rồi, ok. Got him. Yes. I've got this one. What's happening? À, mỗi lần chọn sai là quái nó sẽ ra. Nghĩ sao mà xui dữ vậy ta?
tôi chọn 4 lần thì đến lần này nó lại sai. Tôi nghĩ là đơn giản vậy thôi. Sai rồi. Đây đây. Tính 4 lần thử mà lần đầu tiên nó còn sai. Rồi, ta tích hot đây. I'm listening. Yes. Take that. Nothing's fun without risk. Come up it. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm. Ok. Bỏ tay, thử đến lần thứ tư. Ngon. Đồ gì đồ khủng không vậy? Đây cái nỏ màu tím. Cái nỏ tím nãy có rồi. Có cái quần rồi nè. Mình có hai cây kích luôn rồi. Ủa sao thấy đồ ngon vậy mà chẳng có quái gì vậy? Đồ xịn đi chứ anh. Rồi, đảo ngược lại bấm chuột phải ông nội ơi, để cho bấm chuột trái mà. Thì gán khống chế cái đồ sao mà cho nó không tới heavy đó. Tới heavy thì nó rất là chua. Thì thằng em farm kill nhiều nên dắt để cho nó cái này. Còn bà chị thì chuyển qua gãy phép này. Không cần hồi máu đâu, điên đi. So, are we in trouble yet? Huh? Nothing's fun without risk. Cút cút cút. Sao vậy trời? Trời ơi cái chiêu đó. Rồi anh em. Chơi đúng là điều khiển cùng lúc hai nhân vật nó khó. What's happening? Hai cái nhẫn luôn. Cái nhẫn này mình chưa có cái nào nè. Nhẫn này đeo được có một cái không? Bữa sao nhẫn lại tính vô vũ khí? Ủa không, cái này không phải là nhẫn. Mà dạng như cái vòng tay vậy á. Dạng như cái này là cái vòng tay gây đam á. Đây đeo được hai cái cùng lúc luôn nè. Thì mình vừa có đâm lửa đâm sét luôn. Đó, cái vòng tay quay nè. Nhưng mà bỏ cái đó ra thì ổn rồi đó. Cái dưới thì nó có cảm nạm. Vũ khí thì cộng thêm 2 đâm nữa. Máu thì cộng thêm 5. Weapon đâm này cộng 1. Cái cộng 2, cái cộng 1 là cộng 3 đó. Bỏ ra thứ ơi. Tôi nghĩ vẫn đeo cái khiên đi. Cái khiên hơi nặng tí. Không có trọng lượng ở đây ta. Sure. That's me. Đó giờ mở cái cửa này mới được cái gì. What's on your mind? Patience, what's that? I'm listening. Thì chỉ có một người hồi máu thôi. Em đến đây hỏi cái này. Yes. Bó tay luôn, không có chuyển qua.
Hết rồi. Vậy là hồi máu không lẽ nó có giới hạn. Let's get going. Hai cái teleport. Giờ mình đi qua trái. Sure, why not? Yes. Nothing's fun without risk. Mới có hai nhân vật mà khó điều khiển gì. Nếu sau này ba bốn nhân vật thì thôi. Thôi rồi. Đừng có chạy lại nó. Ờ không, nó chỉ làm chậm thôi. Mất máu không nhiều chứ. Kệ nó. Không cần né đâu. Thằng em, thằng em. I'm with you. Are we in trouble yet? Bắn phán ra chết rồi. Mang này nó biết núp nè. Được đôi giày. Đôi giày cho bà chị luôn đi. Dù sao bá đáng nặng rồi. Nặng quá rồi, không được rồi. Đó, gì là vừa đủ. Gotcha. Có đồ, lục đồ đây. Nothing's fun without risk. Ok, sang ở đây. Nó báo cái xanh lá trên bản đồ là sao ta? Bản đồ không? Giờ cho từng người đi qua thôi. Điều khiển cùng lúc hai người nó khó vãi. Let's get going. Còi nữa rồi. Còi bó tay luôn. Cho bà chị dày đại quá đi. Mất máu rồi mất. Chứ còn game bắt điều khiển cùng lúc cả hai nhân vật gì đôi bó tay à. Yes. Cover me. Here I come. Ơi. What's on your mind? Nothing's fun without risk. Huh? Shouldn't have messed with me. They left us no choice. What's happening? So, are we in trouble yet? Em nó không biết chủ động bắn hết. Knowledge is the key to victory. Cái găng tay màu xanh. Đồ. Ủa cái này là gì? Đừng nói để trang trí gì thôi nha. Let's get going. Xuống đây mở gương á. Gương ở đây. Yes. Yep, that's me. Chưa kịp coi cái gì luôn. Thì cái găng tay màu xanh dương. Thì mình đang đeo cái bên trái hay bên phải vậy ta? Mình đang đeo cái bên trái. Cái bên phải này ngon hơn. Cộng 300 độc. Chỉ cho bà chị hợp hơn. Cái 8-15, cái 26. Này xiên kháng giáp. Bà chị gì bà đeo cái này. Qua medium này. Lên heavy luôn rồi. Giờ sao ta? Cái nón thì không bao nhiêu ký hết. Chắc bỏ đôi giày. Đôi giày cũng ngon. Bỏ ra thì hơi phí. Cái skill này không bỏ được hả ta?
DPS là 15.4, 12.7. Bỏ ra nó mất hơi nhiều. 13.6. Thì vẫn thích đeo cái dòng này hơn. 13.7 mà lên heavy rồi. Thằng em chưa có đôi giày, lên chắc lột đôi giày ra cho anh em đi, đi xin tí cho nó. Cái quần này cũng cùi lắm. Găng tay, thương, đau, khiên thì ok hết rồi. Cái nỏ thay cho cái súng lục này được không? Được luôn. 25.7. Cái này vũ khí hai tay. Bây giờ DPS 25.7, như đeo cái này vô còn có 14.2 à. 14.2 đam 43. 18.5. Rồi này đi. Rồi đi thôi. I'm with you. Hai người mới mở được cửa này. Boss kìa, boss kìa. Shit. They've already activated it. Không phải boss. I don't think it's fully powered up yet. If we act quickly, we may be able to take it out. If we go back for help, it could escape. A fully charged construct like this could destroy our city in minutes. Nó nói cái méo gì vậy? Cái này là thủ vệ tàn tích. Oh fuck. You ready, Kay? Thủ vệ thời cổ đại á. Đừng nói bêm nhau nha. Dậy, dậy, dậy. Tôi vừa mới cầm cái ly nước thôi. Cũng kêu hết cỡ rồi. Fast. Yes. Hmm? On my way. Patience, what's that? Chạy sáng á. Trời ơi. Are we in trouble yet? Nothing's fun without risk. Để nó vô độc. Cover me. Rồi né không được. Here I come. Thằng em nó chạy tầm bậy, con chị cũng chạy tầm bậy luôn. That's me. Let's get started. Bỏ tay, con game này một người chơi thì quá là chua thiệt á. Only because it didn't have time to fully power up. We were lucky. Win is a win. Nói lý không được thì dùng bạo lực. Hey, is that a leaked soldier? I think he's still alive. Gotcha. Có hai cái gương luôn, một cái gương xanh, cái gương trắng. Cái kiếm. Cái nó. Let's get going. Đây là chiến binh bị thương, lính bị thương. Are you alright? Tóc tai gì gì ghê vậy? Gonna kill that bastard Jehan. Đi giết thằng ba tay khốn nạn đây, Jehan chứ. Nó là thương gia ở thị trấn. Hứa là sẽ tìm thấy cái kiến thức của tàn tích. Nhưng nó bán đứng nó cho em gai vậy, giáo hội vậy đó. Deactivated the construct to blast through the barrier. But it turned against him. Jahan sent you here? Rồi, nói xong rồi nằm. Money grabbing, backstabbing. That's enough, Mel. The soldier's dead. We should inform Benedict when we get back. Leave Jahan to him. He deserves worse than just sitting in a. Chết xong cái xác tan biến luôn. Benedict's in charge of the law back home, not you. And he's got guards to back him up. Just don't do anything stupid, all right? Yeah, sure, sis. What is this place anyway?
It's an ancient archive. I've never seen one so well preserved. Looks like whatever powered up the construct also got it working. Can you make any sense of it? It's encoded. It would take me weeks, maybe months to decipher it all, but even at a glance, I can tell it's something big. There are a few mentions of the Revenants and some ancient weapons. Con game này rất là chịu khó lồng tiếng luôn à. Cái đoạn các cảnh không được đầu tư nhiều nhưng mà lồng tiếng rất là chi tiết. Just think of what else we could find here. It's so exciting. So it's all powered by this generator, right? That means we could rig it to short circuit the whole network. Bye-bye Deathbot schematics. But we can't just destroy it. And this generator has been running for centuries, and it's still working. In fact, maybe if we remove it carefully, we could bring it home. Think what a change it could make to our city. I get it. But we also know that the Empire and League know of this place. They may already be on their way. Breaking this archive is the only way to be sure all of this knowledge doesn't fall into their hands. We've already tried stealing it, and that machine we just fought would definitely not be used for a good cause. Má đọc mấy cái thoại của nó hồi buồn ngủ quá. Bây giờ là mình có thể là mang cái này về để nghiên cứu hay là phá hủy nó thôi. Thì nếu mà bình thường á thì tôi sẽ chọn nó mang về. Còn đây demo nên chắc tôi phá nó luôn. Mà thôi demo mình mang về coi, đem về cái làng mình coi nó có nổ không. Chứ phá ở đây thì tôi nghĩ nó rất bình thường. Nếu mình phá thì nó xảy ra vụ nổ hoặc là có quái vật gì ra thôi. Nên đem về đi. Đem về cho thành phố mình nó nổ chơi cho vui. Đó, biết là nguy hiểm. Nhưng mà cái khá quan trọng cho một tương lai, đi khôi phục thành phố của mình thôi. Nghe lời chị đi em, nghe lời chị là cái nhân loại đi đâu không? Rồi, hết câu hỏi cuối rồi. Gì con? Chưa mở gương mà gì con gì? Wow, cây ghiêu của Kathos màu vàng. Mà nãy chơi ngu đi chọn mà hai cái lát giống hệt nhau. Bên này là chủ teleport. Thì cái map này mình còn ở đâu chưa đi không? Đi đầy đủ hết rồi. Nên bây giờ về làng à, đeo đồn cái. Lên cấp gì không? Đánh túi bụi gì mà không lên cấp gì hết. Hai cái ghiêu màu vàng luôn. Nên đưa cho bà chỉ hết luôn đi. Tôi không thấy cái trọng lượng nó nằm ở đâu. Nên sau này để biết tính toán được. Ở đâu rồi? Đây. Trời ơi, nó gần lên tới đụng tới đây luôn. Thì có cái nón rất là xịn ngon ngẻ nè. Nhưng mà đeo vô thì nó nặng chết luôn. Cái nón màu xanh lá. Thằng em đeo vô vừa ta. Em đeo vô vừa nhú ra miếng. Chắc lột bỏ cái nhẫn cùi bắp này. Cái nhẫn này nhẹ quá, lột quần đi. Rồi ok. Thì cái quần này chỉ số nó khá là cùi. Nên tốt nhất là không mặc cũng không sao. Hơi dị hợm chút nhưng mà nó tức u. Nhìn thì hơi kỳ thiệt. Nhưng mà nó lại tối u. Coi ơi, chị máu me ghê vậy. Rồi bây giờ mình cái nút recon rồi, đây phải không? Mình còn sót gì không ta? Rồi ok. Gan tổng cộng với 83 đam 5000, trung bình DPS là 6. Thì đam nhận nó không cao cái gì. Gain defy nữa chứ, bắn đồng đội gây sát thương cho đồng đội, hồi máu, mana sử dụng. Thì cái lối bui là có thằng em nó ngon hơn bà chị đó. Thậm chí là cái đam nhận vô nó cũng còn cao hơn. Rồi tôi bị gắt nữa rồi nè. Quá tay luôn. Đã đổi cái thuật toán của màn OBS rồi. Nhưng mà nó vẫn bị gấp.
Thì sao mà nó chưa dăng game nữa ta? Game nó vẫn còn đây nè. Nó chỉ tắt cái thông báo gáp đi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ nó đứng yên tại đây luôn mày. Rồi nó giờ mới dăng nè. Thì mỗi lần chuyển màn cái là Unity nó gáp à. Nên tôi nghĩ bây giờ chỉ còn là GTS đó thôi. Nhưng mà kệ nó, dù sao cũng xong cái màn đó. Thì bây giờ chúng ta về thôi. Đừng nói nó không có luôn như đó nha. Tâm được nhiều. Thì tới bước này là nghĩ cũng vừa. Tôi nghĩ cái demo đến đây thôi. Demo không cần dài quá. Sau đến đây là đủ thấy chất lượng con game để có thể đầu tư hay không. Thì game này nãy giờ chơi là vẫn rất là được. Nhưng mà chơi một mình thì hơi bị chua một tí. Tốt nhất là có bạn bè. Hoặc là phải vô cái chế độ mà tactics mode hoài luôn á. Chế độ chiến thực thời gian thực á. Thì nó lưu lại từ lúc này. Đi lấy hai cây kiều. Rồi lục. Lục quần em nha. Thì em nãy là nó mang cái gì đó. Mang cái nón đúng rồi. Đó vừa đủ luôn đó. Bà chị thì hai cây kiều vô. Rồi ok. Cây kiều này có khiêu chặt 80% đam mà vòng tròn xung quanh trong 10 giây. Rồi, tê le về. Đừng nói gáp nữa nha. Are we in trouble yet? Không. Về cái thành phố à? Mình đang ở đây. Vô cái thành phố xưa. Thành phố xưa là thành phố của mình đúng không? Mà sao lâu lâu Unity nó gắt hoài đó. Tôi nghĩ là do OBS. Tại vì chơi bình thường mà nếu như tôi không có bật quay video thì chưa bao giờ thấy nó gắt đâu. Hey, you piece of shit. Yeah, I know what you fucking did. Really? What are you on? Cái này là nó bị giật ở mấy cái nét mình. Là do cái khử gân cưa của con F. XA. Đó, TXA nó mới bị gì đó. So, thằng Jehan khốn nạn nè. That Benedict would deal with it. But what's he going to do? Jahan did nothing legally wrong, but he put us all at risk for his own gain. Sometimes you just have to teach an asshole a lesson. Nhìn cái thằng không mặc quần là biết chắc của mình rồi. The smug son of a bitch knew the. Ủa thằng này nãy mình bêm nó rồi mà ta. Too bad for him that I always fight for what's right, no matter the odds. Rồi lấy đấm nhau nữa. Không, cái này bị áp giải vậy luôn. Không ăn giày ăn dép vậy luôn. À này bà chị. There he is. Had to lock him up for the night. For his own protection. It could have gotten messy if the guards hadn't separated them. Rise and shine, Malachi. Kayla. My lovely sister. You are a sight for. Get your stuff. We're leaving. Unless you're planning on staying for another night. Listen, I'm sorry, Kay. For what it's worth, I'm glad it's you picking me up. Don't worry, I covered for you. Mom and Dad think you've been partying. You're a hero. And you're an idiot. I've been worried sick. Jahan's thugs could have killed you if it wasn't for Benedict's men. Hey, that's not true. I was just about to gain the upper hand. No, you weren't. All right. I admit. Anh em nhìn cái chỗ này nó rung rồi. Đó. Là do cái mà áp chế của vật thể nó chồng lên nhau. Thì thêm cái hiệu ứng vật lý nó mới bị kẹt gì. We've been through worse. You should talk with your parents, though. I'll meet you there. That's the plan. Let's go, Malachi. Look present. Yeah, got it. And thanks, Kayla. For real. Don't mention it. Đó, về về cái bay của mình mà. Ngày ở City, thành phố siêu. Ủa, mình đâu rồi? Yeah, that's me. Đâu?
patience. What's that? I'm listening. Một đây nè. Khoan, nó quay sao vậy? Gì mới đúng rồi phải không? Không, gì chứ. Gì mới đúng, đó. Thì đây là cái thành phố, tôi vừa dạo cái thành phố xong rồi kìa. Nothing's fun without risk. Thì mấy chỗ này là không tương tác được, đẹp thôi. Thì vô đây là đồ quả thấy nó nổi bật hơn tí. Để đưa dòm cận cảnh lên nè. Này như cái thang máy vậy. Thì mấy cái ốp vách gỗ gì với mạng này cũng bình thường. Cái này là có mấy cái nhiệm vụ nè. Let's get going. Cái này nâng cấp, còn cái này là gấp. Qua đây coi thử rồi. I'm with you. Rồi gấp. Thì nhấn lên đó mình thấy gấp được nguyên liệu. Just a little walk. Thì cái này nâng cấp thì nó nằm cạnh bên cái gấp thôi. Ok. Yeah, thương gia. Thì bán bớt cái đống đồ vừa bắp của mình đi. Cái khiên màu trắng hả? Khiên màu trắng bay luôn đi. Màu trắng hay màu tím ta? Áo màu trắng. Trắng, trắng, trắng. Mấy cái này như là màu trắng hết. Màu xanh lá này 36, 22 54, 12 55, 20. Sao mà xanh lá nó 36 luôn ta? Trong khi màu vàng 25. Tôi không biết cái con số này nó có ý nghĩa gì không. 64. Dân tay ai cũng có gọi bán hết đi. 16, 12. Vậy là xanh lá nó lớn hơn xanh dương hả? Không, màu xanh lá nó là magic. Màu xanh dương nó là sát thương vật lý. Đây. Nó ghi cái chữ magic kìa. Làm sao ta? Cái này với cái kia cũng vậy, magic nó là cái độ hiếm nó làm sao? Một cái huyền thoại, một cái sử thi. Mấy cái đồ này chắc không xài đâu, bán hết đi. Rồi ok, bán nhiều đây thì em bên này chỉ bán đồ trắng thôi. Ủa có đồ xanh đó nè. Không, đồ trắng không. Và tôi không biết cái trọng lượng nó nằm ở đâu. Con số nào chính cái số bên trái hình như là cái số trọng lượng á. 10.3, 9.8. Như để gì thì sao thấy được cái trọng lượng. Không, cái vòng tay không lẽ 9kg rồi. Cái que 9kg 4, cái găng tay. Không biết. Thì coi thử cái vũ khí ứng lượng trọng lượng này 10.3, 12.6. Cái cung là 12. Cái vòng tay, cái này là cái gì 15 là gì? Cái gươm mái là 8. Mấy cái đồ cùi cùi dưới đây không có. Nói chung nó bán đồ trắng à. Nên mình bán đồ mình thôi. Thì giờ được nhiêu tiền rồi đó? Để tao sưu tầm đây. Nó có hai vũ khí thôi. Cái nhẫn này 0 với 3 cộng 4 cái chanh. Cái nhẫn này cộng cũng vậy luôn. Cái nhẫn này giống hệt cái mình đang xài vậy. Bầu một cái màu trắng, một cái màu xanh dương. Bữa nghe không.
Còn tôi chả biết cái này là cái gì luôn. Bà chị thì đang đi chân không luôn, do tối ưu cái trọng lượng. Bên này là cái bản vẽ chế tạo, thì thử cái bản chế tạo cung coi. Đây là cái này là cái gì? Cái này là gàn. Gàn tôi nghĩ là nó có cái empty lock ở dưới đó. Enchantment này phía dưới nó có chữ cái mà như khảm ngọc đó. Cái này chắc khảm ngọc lửa. Còn này khảm như siêu. Tiền mình đâu ta? 400 à. Bọn gái là hối hận không? Thử cái đi. Dù sao đây bản demo nói gì. Thì bây giờ vô có gáp nè, gáp thì gặp bản gì á, và mình chả có cái méo nào cả, đồ cùi thôi, quá cùi luôn. Ba chích là đơn giản, thì cái này cháu phải đi mua bản gì á. Cái này là cái gì quá gì mà nó trắng nhấp vậy nè. Chưa thiết kế icon à. Cái này là gàn. Đây. Viết đàm cận chiến. Cái đầu là chấm hỏi, chả biết. Nó tách sẽ có cơ hội gây ra điểm yếu trong 6 giây. Hỗ trợ các loại vũ khí là kiếm búa. Thì cái cây này là cây diều. Cây diều thì có luôn. Cơ hội là bao nhiêu phần trăm? Tốn 5 cái điểm này. Quất. Cơ hội là bao nhiêu phần trăm chứ? Tại vì nếu như nó có phần trăm á, thì tôi có thể là lắp hai cái vô chung với nhau một vũ khí luôn. Còn nếu như nó không có phần trăm thì tôi sẽ lắp hai loại khác nhau là cái chắc ăn này. Thì vẫn chưa hiểu cơ chế nó cho lắm. Chỉ có 5 thôi, mình nhiều lắm. Rồi, cái giáp, mình ghép được không? Không. Mình chỉ có cái vũ khí là lắp được thôi. Thì vẫn là level 1, level 2. Còn lâu lắm mới lên cấp. Bánh xong quái còn khoảng 1.200 nữa mới lên. Thì thằng em DPS khá là ngon. Rồi thôi, nghỉ tại đây thôi. Có mấy anh NPC dưới đây xuống dọn đó cái. Nhiệm vụ của mình là đi lại chỗ này á. Này gặp Devian. Cái tạo này cũng đẹp nhé. Kính góc nào đẹp đẹp tôi chụp tấm ảnh nha. Sure. Có mỗi chỗ này là mình bám à. Sounds interesting. So, are we in trouble yet? Thằng em mặc quần vô cái đi về chụp hình chứ. Gọi chết sạch đây, bán mất tiêu cái quần luôn rồi. Gì được rồi. Để cho gõ hình hai bức tượng. Yes. What's happening? Sure. That's me.
Ok, hello anh em. Thì hôm nay nghỉ tại đây thôi. Xếp game guide. Rồi, quýt. Rồi, bye bye. Đây là lấy tấm này luôn. Thì vừa gọi là con game chơi cũng được. Thì tôi nghĩ nó hợp với lối chơi mà. Đây là con game này đây. Sao không coi nó được ta? Đây. Tên là Dark Devil. Thì con này là chỉ có mấy có cái demo thôi. Tôi đã chơi thử nó gần 2 tiếng rồi. Vẫn chưa có ngày ra mắt. Thì theo mấy cái hiệu ứng kill này thì cũng tương đối có tiềm năng đó. Hệ thống cái vũ khí mà nâng cấp cũng rất là đa dạng luôn. Không coi đây đọc để lên web coi. Đầu tiên là cái tối ưu, cái đồ họa nó thì không thực sự quá đẹp, ở mức chấp nhận được thôi, không có đến mức chi tiết. Sao cái menu này nhìn nó đẹp hơn. À đây là họ kết thúc cái demo này, nó mới hiện ra tấm hình này. Đó. Thì đồ họa nó thì lúc render như thế này rất là đẹp á. Nhìn cái tấm này thì rất là xuất sắc luôn. Chắc tôi xài tấm này đi. Đây là hiệu ứng kill nè. Rất chi tiết. Thì lúc nãy vô game á, hiệu ứng kill cũng tương đối đẹp. Chứ không phải là xấu đâu. Thiết kế nhân vật thì cũng tương đối, nhưng mà mấy cái bộ giáp nó nhìn nó cũ kỹ thì có đó, máu me thì có đó. Nhưng mà mấy cái mô đành đó thì nó cổ à. Môi trường nó cũng không thực sự đẹp. Những cái tấm hình này là render chứ. Dù sao họ cũng phải tối ưu để chạy một trên tất cả các phái mà. Thì cái này giao diện này cũng tầm tầm thôi, không phải gọi là quá đẹp. Nhất là mấy cái design cái bộ giáp này, anh em nhìn thấy xấu không? Nào. Cái vần trọng lượng lượng này cũng rất là thú vị nè. Thì chắc sau này lát chiến binh thì nó sẽ giới hạn cái mức này thôi. Còn lại mấy lát kia thì ổn hơn. Thì cũng chưa biết mấy cái thông số này chính xác chi tiết nó như sao. Cái này là điểm kháng nào phải không? Thì các loại đam là nó có là bằng lửa nè, cũng tối nè, độc. Chào này dạng như khổng lồn. Điện nè. Thì cái này vật lý. Thì hồi nãy tôi chưa kịp thử hai cái dao găm của tôi nữa. À nó có cấp bậc 1 với 2. Hồi nãy là không để ý cái này. Cái này là cấp bậc 3 nè. Thì mỗi cái có cấp bậc nó lại có màu sắc đó. Nên đồ mà cấp 2 màu trắng nó có thể hơn đồ cấp 1 màu xanh chẳng hạn gì. Level 6 luôn rồi. Malakai. Thì không được đặt tên nhân vật. Bây giờ qua tới 5 nhân vật luôn. Thì tôi cũng đang suy nghĩ là nếu như 5 nhân vật chơi thì vô cái chế độ tách tích hơi bị nhiều quá. Co-op nếu như 4-5 nhân vật thì mỗi người 2 nhân vật quá. Rồi, nói chung đây là một game hay thú vị. Rất đáng để mong chờ nó ra mắt. Thì vẫn chưa biết là ngày chính xác ngày nào đâu. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem cái video này. Thường là chắc không ai xem đâu. Ai xiên lắm mới ngồi đến khúc này thôi.